Nhờ sư cô vấn đáp giùm con đã quy y rồi nhưng con không tìm được nghề khác nên con vẫn còn đi biển nên là phải mang tội sát sanh. Vậy chắc nghiệp nặng lắm phải không cô? Mỗi lần mà cô nghe quý Phật tử mà hỏi những câu này rất là thương ha. Ở đây cô nhận được những câu hỏi dạng này. Thứ nhất là con vẫn phải làm trong các công ty hải sản, tức là lặt đầu mấy con tôm nè. Con vẫn phải làm trong cái công ty mà giết mổ gia súc nè, là một ngày phải giết rất nhiều gà vịt để mà bỏ đóng hộp cho mấy siêu thị đó. Hoặc là những người làm trong việc chế tạo vũ khí. Hoặc là những vị mà phải làm cái nghề đó là làm thí nghiệm thuốc á, thí nghiệm cái gì ở trong phòng thí nghiệm mà về hóa sinh để bào chế dược phẩm á, cho mấy cái con chuột á, và mấy cái con động vật khác á, và những người đi biển chài lưới. Thì những vị mà là Phật tử rồi là ray rứt trong cái việc làm của mình lắm. Một số người sinh ra không có thuận duyên để chọn những cái nghề nghiệp thuận lợi cho cái việc tu học, như là sinh ra ở làng chài ở ven biển, hoặc sinh ra ở những cái vùng mà quá giá lạnh trên núi cao, thực vật nó không có sinh sống được nhiều, mà cuối cùng cũng phải sao, phải giết thịt để mà duy trì cái cuộc sống của mình. Thì đây cũng là một cái vấn đề rất là khó nan giải. Cô đã giải thích trong cái chuỗi bài Bát Chánh Đạo là chánh mạng và chánh nghiệp rất là kỹ. Quý Phật tử về nghe hai cái pháp thoại này để có được một cái nhìn tổng quát hơn. Ở đây, trong cái trường hợp này, cô trả lời ngắn gọn. Đối với những cái trường hợp như vậy thì mình thay đổi cái tư duy một chút xíu để mình làm giảm sát nghiệp. Ví dụ như mình phải đi chài lưới, phải không? Mình chưa có đổi được nghề thì bây giờ mình nguyện là mình sát sanh cái con trưởng thành thôi, chứ mình không có bắt những cái con nhỏ nó đang sinh trưởng. Làm như vậy là triệt hạ môi trường luôn. Mình cũng không bắt những cái con đang mang thai, đang có trứng, đang nuôi con nhỏ, đang cho con bú chẳng hạn, những cái loài động vật có vú mà cho con bú. Khi mà đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, đang có trứng, đang cho con bú vân vân thì mình hạn chế bắt giết những cái loài này. Ngoài ra mình còn bảo vệ cái môi trường sinh sống của các loài vật khác bằng cách như nào? Không có xả rác, không làm ô nhiễm nguồn nước, không có thải những cái rác thải nhựa, rác thải mà không phân hủy được vào cái môi trường. Mình không có đổ những cái chất độc xuống nguồn nước, không có xả những cái chất thải mà làm cho nó ô nhiễm cái môi trường sinh sống của các loài, là cái nơi cư trú của các loài đó đó. Kế tiếp là thêm cái tâm niệm của mình, tức là mình luôn biết rằng mình làm cái việc này là mình đang sát sanh đó, và tại vì mình phải nuôi mạng sống của mình và gia đình mình mà mình không còn lựa chọn nào khác mà mình phải làm. Mình luôn tâm niệm rằng xin nguyện cho con đầy đủ nhân duyên để con có thể chuyển đổi cái công ăn việc làm để không có phải sát sanh với các loài khác. Và với cái tâm niệm thiện lành như vậy thì mình không có khởi lên gọi là sao, cái niệm sát. Có nhiều người sát sanh nhưng mà với cái niệm sát rất là lớn, rất là tàn bạo, giết cho nó vui, giết cho nó dữ dợn, dặn ngay cho khỏa cái tâm giết của mình thì cái nghiệp này nó xấu. Thậm chí làm cái nghiệp xấu là đi sát sanh hại mạng chài lưới, rồi đem cái tiền đó đi tiêu pha vào cái chỗ như nào, bài bạc đề đóm nữa, xì ke ma túy nữa, thì nghiệp xấu chồng nghiệp xấu. Bây giờ mình chỉ kiếm cái tiền đó để mình nuôi mạng và nuôi gia đình thì nó đỡ hơn. Ngoài ra cũng biết bố thí làm phước cúng dường, ăn chay được thì ăn chay, và nguyện trong lòng mình á là mình chuyển được cái công việc nó lành hơn để không có tổn hại mạng sống người khác. Ở đây cô thấy có nhiều người cứ đi bắn chim với đi câu cá, nói là bị đụng chạm, câu xong rồi là sao ta, là câu cho vui á, kéo con cá nó lên nó rách hết cái miệng nó máu me, xong rồi giật ra đâu thèm ăn đâu, thả nó xuống lại thì nó cũng rất là đau đớn. Vậy thì đó là sao, cái ác tâm mình nó khởi lên, mình giết cái loài khác hoặc mình tra tấn cái loài khác để mua vui cho mình, để thư giãn giải trí cho mình, cái này tâm địa nó xấu ác. Còn mình đi chài lưới, giờ mình không có đi làm nghề là mình nghèo, mình đói mình chết thì không còn cách nào khác, mình phải đi mưu sinh. Nhưng mà thật tâm mình không muốn giết thì cái nghiệp mình nó cũng đỡ hơn nha. Chứ còn mà mình giết mình để cho khỏa cái lòng giết của mình thì cái nghiệp nó xấu. Rồi, dạ thưa sư cô, trong lúc con tu tập, khi chuẩn bị công phu, con đều bị buồn ngủ. Con uống cà phê cho đỡ nhưng con vẫn ngủ. Tâm trạng của con ngày càng rất khó chịu, bực bội. Con nên làm sao cô ơi?
Sự khó chịu, bực bội làm con thấy rất tệ. Con nói thật, những ai đã từng trải qua nỗi đau này mới hiểu nó khó chịu lắm, làm con muốn tự hành xác thân mình. Khi nó đến, con không kiềm chế được mình, không biết đi đâu về đâu. Cô ơi, mong cô giúp đỡ cho con. À, cái vấn đề công phu thiền hành thiền tọa bái sám mà gặp hôn trầm, tức là ngủ gục á, là nhiều lắm, không phải một mình Phật tử bị đâu. Cái mức độ của mỗi người mỗi khác, theo như Phật tử nói là làm mọi cách vẫn còn ngủ đúng không? Trường hợp á, khi mà tụng kinh thì mình cần phải, khi ngồi thiền và khi tụng kinh như vậy ha, mình phải cân bằng giữa cái lao động và nghỉ ngơi, thể dục cho cái thân thể mình khỏe mạnh, bởi vì không thể có một cái tinh thần nào minh mẫn sáng suốt trong cái cơ thể mà nó yếu đuối được, cho nên mình phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Hai là lao động với lại nghỉ ngơi nó phải cân đối. Nhiều người làm ca đêm ca ngày, làm quần quật như vậy thì cái thời khóa công phu không thể nào mà không có bị mệt mỏi được. Ngay cả quý thầy quý sư cô trong chùa mà hôm nào đám xá mà kiệt quệ lắm, lên công phu vẫn gục như thường. Nhưng mà đó là những ngày mệt mỏi. Còn nếu như mà lúc nào mình cũng bị như vậy thì mình phải coi lại mình một chút xíu. Hai nữa, nếu như mình thấy là mình đã cân đối giữa cái thời gian nghỉ ngơi và tu tập mà mình vẫn bị buồn ngủ thì sao? Mình phải chọn cái thời gian tụng kinh cho thích hợp thì mới tỉnh táo được, đúng không? Mình chọn cái giờ mà nó đà quá, cái giờ mà đi dễ đi vào giấc ngủ làm sao mà tỉnh được. Còn trường hợp mà mọi thứ tốt đẹp luôn rồi, thời gian, thể chất vân vân mà tụng kinh mà vẫn buồn ngủ nữa thì là do cái gì đây? Thiếu cái sự tập trung và thiếu cái nhẫn nại, hay là mình nói là thiếu cái sự tinh tấn và nhẫn nhục. Mình phải tập trung cao để thời tụng kinh có chánh niệm á, phải tập trung vào cái bài kinh, phải tập trung vào cái nội dung trong kinh. Mình phải đề khởi từ ban đầu, hạ thủ công phu, ngồi xuống là phải giữ tinh thần cho tỉnh táo. Đọc câu nào, hiểu câu đó nói cái gì thì không có trôi vô giấc ngủ được. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà bắt đầu thở đều đều, không có đề khởi từ ban đầu, dễ rơi vào hôn trầm lắm quý vị. Ngồi thiền là còn dễ ngủ hơn nữa. Cho nên trước khi nó đà vô trong cái giấc ngủ là phải tỉnh từ đầu thì nó mới không có gục nha. Cái này là kinh nghiệm chính sư cô cũng có ngồi thiền ngủ gục. Cho nên mình biết là cái ban đầu, cái lúc mà mình vừa ngồi xuống, lúc mình còn tỉnh táo á, mà mình không giữ vững được cái chánh niệm của mình nha, mình dễ rớt vô hôn trầm lắm. Còn nếu như mà mình tắm rửa sạch sẽ rồi, chọn thời giờ tụng kinh thích hợp rồi, ăn uống nghỉ ngơi điều độ rồi, mình đang ngồi thiền mà trong tối thì mình đi ra ánh sáng cho nó tỉnh rồi, mình tụng kinh mà nó buồn ngủ, mình đi kinh hành thiền hành rồi mà mình ngủ gục nữa, thì bây giờ còn một cách cô chỉ nè, cái này là cũng kinh nghiệm, giảm ăn lại một chút đi quý vị. Mình để ý coi trước cái giờ tụng kinh hay trước cái giờ ngồi thiền mình có ăn no không. Ở trong chùa là ba cái món mà Đức Phật dạy mình là không có được đầy đủ bao giờ, đó là ăn, mặc, ở. Phật dạy rất kỹ nha, không được để cho ba cái món này nó đầy đủ sung mãn, chứ đừng có nói là dư, tức là lúc nào cũng phải thiếu. Ăn cũng phải ít một chút, ngủ cũng phải ít một chút, và mặc cũng phải tiết chế một chút. Thì bây giờ nhiều người mà ăn quá no đó, ăn quá no căng da bụng trùng da mắt, ăn no một cái á, đây là kinh nghiệm hồi cô đi tu, là không ăn chiều, không ăn chiều nha. Mà cái lúc mà mình không ăn chiều á, sáng ngày hôm sau mà mình công phu mà dạy 3:30 sáng mà mình tụng kinh ngồi thiền nó tỉnh vô cùng. Mà có ăn chiều á, cái bụng mình đầy nó nặng á, là hôm sau dậy rất dễ bị ngủ gục. Công phu sáng 4 giờ là rất dễ bị ngủ gục. Còn cái lúc mà mình không ăn chiều từ đêm trước á, hôm sau mình rất là tỉnh. Tương tự như vậy, nếu như ở nhà mình vẫn phải ăn chiều, nên mình không thể bỏ bữa được, mình chưa quen, thì mình ăn ít lại. Ví dụ mình thấy là còn 5-7 muỗng cơm nữa là mình sẽ no, đừng ăn nữa, ngưng lại đó. Đói một chút cũng sao, uống nước vô. Thì á, trong cái trạng thái hơi đói như vậy á, cơn buồn ngủ nó khó đến ha. Nên mình tỉnh táo được trong lúc ngồi thiền. Này là khuyên thật sự luôn, chứ không phải là cô bịa ra đâu nha. Kinh nghiệm của quý ngài thiền sư mà tu thiền á, mấy cái trường thiền đa phần đều không cho ăn chiều quý vị. Ăn no là không có tỉnh được. Cho nên người mà tu hành á, không phải chờ tới vô chùa xuất gia cạo đầu như quý thầy quý sư cô mới phải tiết chế ăn mặc ở, mà mình phát tâm tu tập á, mình cũng bớt cái ăn lại. Chút ăn, ăn cho no, ăn cho đầy bụng là không thể nào tỉnh táo được. Ở đây Phật tử cô đi chùa cũng vậy nè, buổi trưa mà ăn no tới hồi mà 2 giờ chiều lên là ngồi nghe pháp, rồi bắt đầu 15 phút sau là thấy bắt đầu gật gù khen cô nói hay rồi đó. Cho nên thường đó là ăn cơm trưa xong là cô cho sinh hoạt vòng tròn, hát múa vận động cho nó tỉnh. Tới hồi mà thuyết pháp là cô cứ phải nhìn lận mắt mọi người vậy nè, bắt ngồi thẳng lưng, ai mà ngồi gù xuống là hồi đi vô giấc ngủ. Nha, đó là cơ thể của mình, sinh lý của mình nó như thế. Nên nếu mà làm đủ mọi cách rồi mà vẫn ngủ á, thì thay vì uống cà phê, giờ mình uống trà để cho nó tỉnh.
uống có những loại trà nó rất là tỉnh táo mà không có gây nghiện, xong rồi mình ăn ít lại ha. Sư cô chỉ giùm con có cần hộ niệm khi có người mất không? À, hộ niệm khi có người mất có cần không? Wow, câu này câu này chắc nhiều người quan tâm. Đây, trước khi cô trả lời thì cô cho mình phải hiểu rõ cái hộ niệm là gì. Hộ tức là bảo hộ, che chở, giúp đỡ, niệm là nhớ nghĩ. Vậy hộ niệm tức là giúp đỡ người khác phát khởi cái gì, cái chánh niệm để rời xa các niệm xấu ác hoặc là thất niệm để có được cái niệm chân chánh. Vậy trong cuộc sống chúng ta có cần hộ niệm không? Rất là cần chứ, phải không? Cô đã nói rồi, có một thứ mà người tu không bao giờ sợ dư, đó là chánh niệm. Chánh niệm phải duy trì liên tục bền vững, duy trì chánh niệm càng lâu càng dài càng sâu chúng ta sẽ càng tỉnh thức chừng đó. Vậy thì bây giờ một mình không chánh niệm nổi, mình cần người khác hộ niệm cho mình chánh niệm để bớt thất niệm không? Cần sao không cần? À, mình ở trong gia đình thì có cha mẹ, đi tu đi học thì có thiện tri thức, thầy bạn, bạn đạo, đạo hữu nhắc nhở mình, che chở mình, khích lệ mình để mình phát khởi cái chánh niệm, để mình sống, học tập và làm nhiều kết quả tốt đẹp. Trong cái cuộc sống khi mình còn đang sống đây, cái hộ niệm đó đã quan trọng rồi, chứ đừng nói là khi mình đang sắp lâm chung. Quý Phật tử biết là cái giai đoạn mà sắp lâm chung ở trong nhà Phật nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Cái tâm người chết rất là đau khổ vì biết mình sắp từ bỏ cõi đời mà còn không biết cái cảnh giới mình sau khi từ bỏ cái thân này sẽ đi về đâu, đúng không? Xa rời người thân, tiền bạc, tài sản, của cải, rồi chưa kể thân tứ đại thì nó chuẩn bị rã rời, nó đau nhức, nó khổ sở, nó bất ổn như thế nào. Vậy thì cái tâm lý là hoang mang, sợ hãi là chiếm trọn trong cái cơ thể của người đó. Chưa kể những người bệnh á, là còn đau nhức khủng khiếp nữa, rất là bấn loạn. Nói chung, cái giai đoạn sắp lâm chung là cái giai đoạn rất là khủng hoảng. Lúc này thì cái người mà người sắp lâm chung đó có cần người ta hộ niệm không? Có chứ. Có những người là chắc là phải nhìn thấy mặt được cái đứa cháu nội này mới nhắm mắt đi yên. Có người mà đang sinh thời mà giận con cái, thấy cái đứa con đó về một cái là trợn trừng con mắt không nhắm mắt được. Có người là tiếc của, là lăm nắm khư khư không muốn cho người ta giữ của mình. Vậy thì bây giờ cần có một người đến để khai thị chứ, đúng không? Khai thị là cuộc đời này là vô thường, tiền bạc tài sản á, thì bây giờ không có đem theo được, mình cần làm phước để chia sẻ, để vun bồi. Không có giữ của được cho mình thì bây giờ mình đổi cái của đó thành cái phước để mình mang theo. Rồi còn cái sao, nhờ vậy á, thì cái tâm người đó được an không? Tâm được an thì xuất hiện cái tâm chánh tư duy và cái chánh chánh nghiệp, chánh kiến ở đây nó được thiết lập. Sau đó mình khuyến khích tiếp là đừng có nghĩ tới chuyện buồn, chuyện vui của quá khứ, chuyện giận, chuyện hờn gì là bỏ qua hết đi. Thì bây giờ mình nương theo cái câu niệm Phật, nương theo cái lời tụng kinh, nương theo cái sự khai thị đó mà có được một chút tĩnh tại và bình an trong lòng. Cái này nó rất là quan trọng. Nếu như mà hộ niệm đúng lúc, đúng cách và đúng pháp, được cái người mà sắp lâm chung á, cái cận tử nghiệp của họ lành á, họ có thể sanh được những cảnh giới rất là an lành. Vì vậy cái giai đoạn sắp lâm chung là cái giai đoạn quan trọng nhất. Là không phải sắp lâm chung là chỉ có vài tiếng đồng hồ trước khi chết đâu nha, có thể là vài tháng, vài năm, đúng không? Càng về cuối đời càng phải buông xả, buông bỏ, thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, quán tất cả mọi thứ là vô thường, chỉ có mang cái nghiệp lành mang theo thôi. Thì á, mình hộ niệm từ cái lúc mà người thân của mình là có cái dấu hiệu là sắp sửa lìa đời, vài tháng, vài năm, chứ không phải vài tiếng đồng hồ trước khi lâm chung không đâu. Còn giai đoạn sau lâm chung á, thì cũng có trợ niệm nhưng mà hiệu quả nó không bằng trước lâm chung. Vậy thì cô kết luận lại câu trả lời này, hộ niệm rất là cần thiết cho người lâm chung ha. Con đang thực hiện liệu trình điều trị, bên cạnh đó con muốn được đi chùa tham gia tụng kinh và các hoạt động Phật giáo khác ở thành phố Hồ Chí Minh như những nội dung mà Pháp Thoại sư cô có đề cập. Kính nhờ sư cô có thể chỉ điểm cho con nơi nào con có thể tham gia các hoạt động này không ạ? Con cảm ơn sư cô. Con đang thực hiện liệu trình điều trị. À, không có nói liệu trình điều trị gì, sao cô biết? Lỡ điều trị Covid-19 hoặc là điều trị bệnh viêm gan, viêm phổi, lao thì sao? Những cái bệnh mà phải cách ly, những cái bệnh mà phải không có được tiếp xúc để truyền nhiễm thì sao mà đi tham gia các cái hoạt động ở các ngôi chùa được, đúng không nè? À, còn nếu như mà là liệu trình điều trị những cái bệnh khác mà có thể hòa nhập cộng đồng, không gây lây nhiễm, truyền nhiễm thì mình cứ tham gia. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Vậy thì đến chùa Giác Ngộ đi.
số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cô thấy ở đây có nhiều cái hoạt động rất là thường xuyên, có rất là nhiều cái khóa học thực tác, khóa học ngoại ngữ, khóa học kỹ năng, hay lắm quý vị. Gì đó, lớp tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Campuchia, rồi cái gì đó, có lớp thư pháp, rồi cắm hoa đủ kiểu hết á. Vậy bạn tham gia mấy cái khóa này được. Chưa kể là còn có công quả. Tại sao cô biết? Tại vì có rất là nhiều em tham dự lớp học bát chánh đạo ở chùa Giác Ngộ, rồi là nhắn tin cho sư cô, là nghe pháp thoại của sư cô, rồi hôm cô về Việt Nam là mấy em trong cái mà toàn là trẻ trẻ dễ thương không à, là đi về chùa sư cô, chùa sư bà, sư cô với cụ Chi đó, phụ cô làm công quả, nhổ cỏ, làm đậu phộng rồi tùm lum hết. Cô hỏi sao tụi em biết cô, thì mới nói là dạ sao tụi em biết nhau á mà lập thành một cái nhóm mà đi chùa công quả dễ thương như vậy. Thì các em nói là dạ tại tụi con đi học lớp giáo lý ở trong chùa Giác Ngộ nên tụi con quen nhau. Dễ thương không? Rồi mấy em đó mỗi cuối tuần mà cô dạy giáo lý á, là mở Zoom lên ngồi online, có bữa đi trà sữa, cùng uống trà sữa, cùng coi online pháp thoại, vậy dễ thương lắm hen. Bây giờ mình muốn mà tham gia các hoạt động Phật giáo, tức là Phật sự, thiện sự, phát quà, làm công quả. Cô thấy cái nhóm phụng sự duyên của chùa Giác Ngộ là chắc mấy ngàn người lần đó, phụng sự cho các khóa tu, đủ thứ kỹ năng, mình có cái năng lực gì mình phụng sự cái vấn trong cái lĩnh vực đó, rất là hay ha. Bạn theo dõi cái base của chùa Giác Ngộ, rồi tham gia các lớp học, các cái công tác. Ở đây sư cô cũng dạy, ở đây thì ít hơn ở Việt Nam. Bên này các bạn lo đi học, đi làm, đi kiếm tiền nên các bạn bận lắm. Nhưng mà cô cũng ráng hình thành một cái cộng đồng, cái phụng sự duyên để mình tạo cơ hội. Các em mà còn đi học thì đâu có tiền, nhưng mà các em có thể dành thời gian ra để làm những việc công quả, phụ cho nhà chùa, năng động trẻ trung, có sức khỏe, có không? Còn các chị mà lớn tuổi chút, có điều kiện kinh tế chút thì sao? Phụ tịnh tài cho các hoạt động Phật sự thiện sự. Con người nào biết nấu ăn thì nấu ăn, người nào cắm hoa thì cắm hoa, có không? Người nào có giọng hát hay hoặc biết nghi lễ thì tán tụng, đó, nha. Dạ con chào sư cô ơi, sư cô có thể giải đáp giúp con câu này để có thể có thêm động lực không ạ? À, có phải khi mình biết hồi hướng niệm Phật cho người mất, khi mình nói trong đầu là những người đó họ nghe được trong tâm mình đúng không cô? Ê, cái câu này á nghe đơn giản mà khó trả lời nha. Đó là bạn hỏi sao? Khi mình hồi hướng niệm Phật cho người mất, mình chỉ cần nói trong đầu là cái người mất đó, cái hương linh đó họ nghe được trong tâm mình đúng không? Làm sao mà cô biết được, cô đâu có thần thông đâu. Cho nên câu này nghe đơn giản nhưng mà trả lời khó lắm đó quý vị. Bây giờ cô không có thần thông, sao cô biết được cái người đó người ta có nghe được bạn hồi hướng niệm Phật hay không? Bây giờ cô căn cứ trên kinh điển mà cô trả lời. Ví dụ mà có cái gì mà chưa thỏa đáng thì quý vị cao nhân chỉ bảo dùm nha. Cô thấy là trong kinh á, có mỗi loài có một cái ngôn ngữ giao tiếp riêng, người và trời và các loài chúng sanh khác là có ngôn ngữ giao tiếp khác. Thì người ở, thậm chí là cõi người đi nha, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Mỹ, người Nhật Bản, mỗi người có một ngôn ngữ riêng đúng không? Cùng là người với nhau á, mà nếu không biết ngoại ngữ á, nói chuyện mới hiểu không? Không hiểu rồi đó, chứ đừng nói là người ở cõi khác nha. Cô nghĩ loài vật cũng vậy, có những loài vật mà nó thông minh một chút, mình nói nó nghe nó hiểu hoặc lặp đi lặp lại á, nó làm theo mình được. Nhưng đa phần nó chim chóc nó nói gì mình đâu hiểu đúng không? Hồi nãy sư cô ra đây có một em đi cùng, em ngồi em ăn cái bánh thì có con chim nó đến, nó xin em cho nó một miếng bánh. 2 phút sau thôi, cái bạn tin là mấy chục con chim, mà nếu em cho nữa chắc cả 100 con chim nó sẽ bay đến đây nó ăn. Vậy nó gọi nhau bằng cái ngôn ngữ gì? Cô với em đó đâu có biết nó kêu bạn nó bằng cách gì đâu. Mà cuối cùng là một bầy chim đến, cô sợ khủng hoảng luôn. Đó, nó nói, nó phải kêu đúng không? Nó phải kêu đồng bọn nó thì là mấy con chim khác mới tới ăn đúng không? Mà cô với em cô ngồi đâu có biết. À vậy thì á, là cái loài vật nó mới hiểu được ngôn ngữ của nhau. Còn đơn giản á, thì thái độ nè, cử chỉ nè, mùi nè, ánh mắt nè, thông qua đó thì cũng có thể người và vật giao tiếp được. Hiểu ở cái mức đơn giản là người đó đang vui, buồn, giận, thương, ghét. Nhưng mà mình nuôi chó, nuôi mèo mình cũng hiểu được cái tâm trạng của nó đúng không? Nhưng mà còn cái trường hợp của bạn là người cõi âm, cõi dương,
làm sao mà không biết làm sao mà nghe được. Thì trong kinh Địa Tạng có nói á, người cõi dương mà muốn giao tiếp được với cái người cõi âm á, thì chỉ có thần lực tu tập hoặc là có nguyện lực, tức là cái phước lực lớn mới có thể làm được, hiểu không? Mà cô là không có cái thần lực tu tập này rồi nha, mà nguyện lực phước lực của mình cũng chưa đủ nữa, cho nên cũng có một vài trường hợp á, là thông qua giấc mơ để có sự tiếp xúc và trao đổi. Nhưng mà giấc mơ thì nó không có cụ thể, với lại nó case by case lắm, nó tùy trường hợp, nó từng người nữa, cho nên cái này nó không có thống nhất được, nó không có rất là khó phân biệt được đây là thật là giả, là do mình tưởng ra hay là do thật sự là mình cảm ứng được. Hiểu cô nói gì không? Cho nên cái việc mà căn cứ qua cái giấc mơ để xác minh nó cũng khó lắm. Ban ngày mình tưởng đủ thứ, ban đêm mình mơ, nó đâu có đúng, đúng không? Vậy thì mình niệm Phật, mình làm phước để mà mình hồi hướng cho hương linh. Hương linh mà có hương linh sẽ cảm ứng được, và có hương linh cũng không cảm ứng được. Mà tại vì á, hương linh là trường hợp vô biểu sắc á, cho nên mình không có thấy được qua bằng mắt thường. Chắc chắn á, là hương linh cũng có một cái dạng tâm thức để mà hiểu và cảm được, nhưng mà để miêu tả làm sao cho nó rõ ràng, nó khó lắm, nó không có hình tướng cụ thể, nó là một cái vấn đề siêu nhiên siêu hình học nữa, cho nên mấy cái vấn đề này cô không có muốn nói nhiều. Thứ nhất là mình không có hiểu gì để mình nói, hai mình cũng có thần thông để mình nói nó sai nhiều ha. Cho nên nó là phước báo nghiệp lực cũng vậy, khi mà tâm mà chưa có chín mùi, nó chưa có trổ ra bằng cái quả, bằng hình tướng, mình cũng đâu thấy được đâu, phải không? Sắp tới mình học bài kinh Pháp Cú có nói đó, là quả ác mà chưa chín mùi, chưa có thành thục, người ác thấy vui lắm, tại đâu thấy bị trả quả báo đâu. Hoặc là người làm thiện hoài mà cứ khổ hoài, cái quả thiện nó chưa có thành thục, nó chưa có trổ ra đó, người thiện nó đâu có thấy gì đâu. Cho nên là nó rất là khó nói. Giờ mà hương linh có cảm được hay không cảm được là cô không biết được đâu ha. Nha. Đừng hỏi khó quá không biết trả lời, đúng không? Con chào cô cho con hỏi cô nghĩ gì về quan điểm của giới trẻ ngày nay về tình yêu. Wow, hấp dẫn ha. Khi giới trẻ cho rằng trong tình yêu phải qua thật nhiều người, phải yêu qua thật nhiều người để thứ nhất là có kinh nghiệm, thứ hai là mới biết được người nào phù hợp với mình. Ủa vậy có những người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mối tình đầu, tôi cưới nhau đến giờ tôi vẫn sống hạnh phúc thì sao? Giống như chị gái cô với anh rể nè, hai người là mối tình đầu của nhau á, lái nhau đến giờ mấy chục năm rồi, đâu có kinh nghiệm gì đâu, đâu có trải nghiệm gì đâu. Với con thì con không đồng tình với quan điểm như trên, nhưng do con chưa đủ để trải nghiệm để có thể phản biện lại quan niệm trên ạ. Lời cuối con xin phép cảm ơn sư cô và chúc cô sẽ luôn thuận buồm xuôi gió trong công cuộc tu tập và giáo hóa chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu này thì cô trả lời được nè quý vị. Tại sao? Tại vì trước khi đi tu cô cũng trải qua nhiều mối tình yêu lắm, cho nên là mình có thể trả lời được câu này. Theo cô á thì không phải yêu nhiều, phải trải qua thật nhiều người thì mới có hạnh phúc đâu nha. Muốn đi được với nhau dài lâu, bền vững, chứ không phải là cái rung động giới tính. Ở đây cô cũng muốn nhắc đến các em trẻ đang yêu nhau ở trong giai đoạn này, những em mà gần gũi thân cận với sư cô càng phải nghe cho kỹ. Mình phải xác định được cái sự khác biệt giữa tình yêu và cái rung động giới tính. Rung động giới tính là gì? Rung động giới tính là một người nam hay một người nữ, hay thậm chí là một người nam, một người nữ, hai người khác phái với nhau sẽ có cái rung động khi mà gặp nhau, tiếp xúc với nhau. Xúc sanh thọ, thọ sinh ái sinh thủ, thủ sinh hữu, 12 nhân duyên của Đức Phật cũng có dạy mình rồi, đúng không? Nhìn nhau, tiếp xúc với nhau, nghe âm thanh lời nói của nhau thì sẽ sinh ra tình cảm yêu thương. Đó, sinh ra cái gì? Cái rung động giới tính là đầu tiên. Giống như hai nam châm ngược chiều hút nhau vậy đó. Mình con gái nắm tay con gái thì không sao, nhưng mà hở có cái anh nào mà nắm bàn tay mình là mình rung động khác liền à. Người nào khác phái nhìn mình bằng ánh mắt khác một cái là trái tim mình nó lỗi nhịp liền à. Cái này gọi là rung động giới tính. Hoặc thậm chí có những người gọi là nhu cầu quan hệ tình dục, đó là quan hệ giới tính, nhưng mà đây không phải là tình yêu. Thì mình phải xác định rằng tình yêu nó khác với cái rung động giới tính và cái mong muốn quan hệ thể xác với nhau. Cho nên yêu không có phải là để yêu nhiều để không có bị mặc cảm ế, cũng không phải yêu nhiều để có kinh nghiệm, để dành cái kinh nghiệm đó cho đối tượng sau hả? Mày nghe vô lý lắm nha. Để có kết quả tốt đẹp trong tình yêu á,
để dẫn đến hôn nhân bền vững. Nó khác với cái rung động giới tính hoặc cái bồng bột tình dục nhất thời á, nó như cái lửa rơm á, nó bộc phát một cái tèo là hết, là không phải tình yêu. Vậy thì muốn có hôn nhân bền vững thì phải có cái yếu tố thương ở đây. Cô nói cái chữ thương nó hay lắm quý vị. Muốn thương được thì phải hiểu nhau được, phải tôn trọng nhau được. Yêu thương phải đặt trên cái tình cảm, của cái nền tảng của trí tuệ và cảm thông và sự hiểu biết. Nhà Phật mình gọi là từ bi và trí tuệ. Chứ không phải yêu dựa trên cái cảm xúc xác thịt giới tính, rung động giới tính đơn thuần. Rất là khó ha. Đức Phật dạy để có một hôn nhân bình vững. Ở đây cô hay ưu tiên là dạy của Đức Phật trong các cái vấn đáp Phật pháp của mình. Tại vì mình có thể cái hiểu biết của mình nó còn cạn cợt và còn giới hạn. Nhưng lời dạy của Đức Phật là chân lý. Cho nên thay vì mà lấy trong kinh, lấy trong sách, trong kỹ năng giao tiếp này nọ, thì cô ưu tiên trong kinh điển hơn. Đừng nghe lời tiến sĩ tâm lý này nọ, mình nghe Đức Phật dạy như nào. Đức Phật đâu có dạy là yêu phải trải qua nhiều đối tượng để lấy kinh nghiệm đó. Phật dạy mình muốn có hôn nhân bền vững thì phải cần có bốn yếu tố. Đó là gì? Đồng tín, đồng giới, đồng thí và đồng trí. Cái này cô giảng rất nhiều bài rồi, bạn tìm lại mà nghe ha. Đồng tín là có một cái niềm tin đồng nhau. Ví dụ em tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thì cái người yêu của em cũng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Vậy hai người có sự hòa hợp trong cái sự niềm tin và tín ngưỡng của mình không? Từ cái đồng tín này sẽ dễ dàng hài hòa, hiểu và cảm thông cho nhau. Hai nữa là đồng giới. Giới ở đây là đạo đức, tức là em giữ được ngũ giới, bạn mình cũng giữ được ngũ giới. Vậy tụi em có làm tổn thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi không? Có trộm cắp, có tà dâm, có làm cho đối phương bị đau khổ không? Không. Đồng giới nghĩa là đồng cái đức hạnh, cái giới đức của hai người. Chứ không phải một người á thì giữ giới nghiêm túc đàng hoàng, một người á thì là buông tuồng xa đọa, rất là khó. Mình thì cứ hiền lành đi chùa tụng kinh, mà ông chồng mình thì cứ đánh bài với nhậu hoài, hoặc là người yêu mình á cứ đánh bài với nhậu hoài, em có niềm vui không? Không. Hai nữa là đồng thí. Đồng thí tức là sao? Em phát tâm bố thí, cúng dường, làm phước, làm nhiều cái điều thiện lành, mà cái người yêu mình cũng hỗ trợ cho mình. Vậy có phải dễ thương không? Có nhiều người mà chồng là co ro cắt rách, hoặc là vợ là ki bo, nếu mà đi làm một cái gì thì kêu làm chuyện bao đồng, thế cũng khó mà hòa hợp lắm. Hai, thứ tư là đồng trí. Đồng trí là sao? Trình độ hiểu biết, cái mức độ trí tuệ giác ngộ hai người đồng nhau. Chứ một người thì trên cao người thấp lè tè, cũng khó mà đối thoại được với nhau ha. Đó là những cái quan điểm rất là khác biệt, thì khó mà có cái hôn nhân hòa hợp và hạnh phúc. Đây là lời dạy của Đức Phật. Vậy thì mình căn cứ trên đây, nếu mình gặp một cái đối tượng đồng thí, đồng tính, đồng giới, đồng trí như vậy, dù là người đầu hay người sau, hay là người thứ mấy, quá hợp để cưới gì chứ, đúng không? Rồi. Ở đây cô nhắc kỹ một lần, cái khi mà cái xã hội mình nó nhanh gấp quá đó, mình dễ đến với nhau bằng những cái gì ta, con người đến với nhau dễ đến bằng cái dục vọng, bằng cái tính toán, bằng cái so đo, hơn là bằng một cái trái tim chân thành với cái sự thương yêu và hiểu biết nha. Cái này phải hết sức là cẩn trọng và chính xác, là coi lại bản thân mình. Tại vì mình mà cứ theo dục vọng á, mình đến với nhau bằng dục vọng thì mình cũng sẽ chia tay bằng dục vọng. Mình đến với nhau bằng sự so đo toan tính thì mình cũng sẽ chia tay bằng sự so đo toan tính. Bởi vì cái mà chọn đó không phải là cái đối tượng đó, mà là mình chọn theo cái dục vọng của mình chi phối. Cho nên đừng có hiểu nhầm giữa tình yêu và dục vọng, đừng có lầm lẫn giữa tình yêu và cái sự rung động giới tính. Đây là lời mà cô muốn chuyển đạt đến các bạn trẻ.